Hello, anh sẽ nhận lầm một chuyện không hả? Kìa tắm tiếng gì anh em à, đi hút bụi anh em ạ. Cứ tưởng hút bụi anh em ạ. Bây giờ mình rồi đấy. Ôi dồi, chưa đó đổ hết tán thuốc ở đây rồi anh em ơi. Đổ hết ở đây rồi. Giờ mình sẽ dọn đi nha. Rồi từ đó mình cách xa duyên tình, mình trở nên người làng. Và từ đó không người em thấy trên tầng 3 nó hút cái dàn sửa ấy, cái quần áo mà em quên hết ấy. Cầm xuống mà sửa. Kìa bẩn hết tay anh em ạ. Hóa hiếp đâu rồi? Hóa hiếp đi đó kia rồi. Vì em anh nguyện làm trời nó hạ để cho bao tốt không. Thế rồi cắm ngon mỗi tí cơm tưởng thêm không về. Chết rồi anh em ơi, xong rồi. Thế là xong rồi. Từ đó mãi quen về điểm chúng ta trở nên rộng ràng. Và tình yêu anh sẽ mãi trong tim em vẫn. Vì đôi môi còn mãi như lần phút cỡ khi em trôi tìm. Và từ đây anh mất anh hồn như em. Nhưng em là khó. Rất buồn anh em nhé. Rất buồn luôn. Vì khi yêu em là khi anh buông bỏ bàn tay của mình. Không xa vẫn nơi đây. Và anh không vì chia tay. Đôi môi em đã đánh rơi em. Vì đôi môi ta vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Đôi môi vẫn trao. Cũng lâu anh. Cũng đã lâu từ khi mình quen biết nhau. Là khi mình chẳng thấy, mình chẳng còn điều gì vẫn vương về điều mình đã mong ước. Mình buồn lắm chứ, không biết phải làm sao khi chẳng có em nghe anh buồn lòng. Mình tìm những chiếc điện thoại, những bạn đâu còn tên nhau. Đấy, giờ mình sẽ ok. Trời ngoài này tối anh em ạ. Đấy như là mình nghe thấy tiếng xe máy của Thiêm về anh em ạ. Thiêm nó chuẩn bị về nhà anh em ạ. Mình sẽ quay nốt cái này và mình tắt đi. Đủ 23 ngày không? Đấy Thiêm về anh em ạ. Về luôn rồi anh em ạ. Bye bye anh em. Xin chào tất cả mọi người.